Văn hóa của người Mỹ đúng là quá đơn giản. Các quốc gia khác chú ý đến việc chôn cất người đã khuất sao cho không thất lễ, thì ở đây họ trộn tro của người đã khuất với bê tông. Tại sao lại có chuyện kỳ quặc như thế này? Mục đích của việc này là gì? Trước khi review thì cả nhà đừng lo lắng, vì cả vít này không có cảnh nào trông ghê đâu ạ. Cách làm này đã được Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ chấp thuận và được cấp giấy phép từ các cơ quan liên bang trên khắp nước Mỹ, nên cả nhà nhớ xem hết vít nha. Chuyện này phải bắt đầu từ những năm 1980. Lúc đó, một nhóm sinh viên đại học tại Đại học Georgia thường xuyên đến Florida để lặn biển. Chính trong quá trình lặn này, họ phát hiện ra sự suy thoái đáng kể của các dạng san hô. Vì mục tiêu bảo vệ sinh thái biển, họ đã thiết kế một quả bóng san hô làm bằng vật liệu tự nhiên. Quả cầu san hô này có một công thức cụ thể đặc biệt. Nó cũng gần giống như một dạng san hô tự nhiên. Vì vậy sẽ có ngày càng nhiều sinh vật biển đến quả cầu này để sinh sản và làm nhà. Về sau, các quốc gia khác trên thế giới cũng áp dụng theo cách này để giải cứu sinh thái biển. Kể từ năm 1992 có hơn 70 quốc gia trên thế giới áp dụng. Tổng cộng có hơn 750.000 quả bóng san hô ngầm nhân tạo đã được đặt dưới đáy đại dương. Đến năm 1998, bố vợ của người sáng lập ra bóng san hô hy vọng có thể trộn cho cốt của chính ông ấy thành một quả bóng san hô rồi chôn vùi dưới đáy biển. Đây cũng là lần đầu tiên ở Mỹ có người nguyện trộn cho cốt của mình cùng với bê tông. Sau này, sau khi câu chuyện được chia sẻ, ngày càng có nhiều người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường biển như ngư dân, thủy thủ, thợ lặn cũng hy vọng sau khi qua đời sẽ được chôn cất cùng dưới đáy biển. Vì thế mà cách chôn cất này dần dần phát triển thành một xu hướng. Đám tang mà mọi người đang thấy này chính là những thành viên trong gia đình đang cùng nhau trộn cho cốt của người đã khuất cùng với bê tông, sau đó giải lên trên quả bóng san hô nhân tạo. Người thân cũng được đến để ấn dấu tay lên trên đó, mang ý nghĩa như một lời chào từ biệt với người đã khuất. Ở đây, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Trong khi trộn cho cốt với bê tông, các gia đình có thể chọn sử dụng một phần hoặc toàn bộ cho, hoặc nếu không thì cũng có thể sử dụng xác không hỏa táng. Chi phí cho việc chôn cất này là khoảng $1,300. Phương pháp này vừa làm giảm diện tích vừa cung cấp thêm môi trường sống cho hệ sinh thái biển. So với phương pháp chôn cất truyền thống ở Mỹ, chi phí không chỉ tốn ít nhất từ 500 đến 5.000 đô, mà theo luật pháp của nước này thì các ngôi mộ sẽ không được thuê quá 100 năm. Mặc dù hợp đồng thuê có thể được gia hạn tiếp, nhưng nếu không có ai gia hạn hợp đồng thuê, thì chủ sở hữu đất có quyền chấm dứt sử dụng. Vì vậy đó cũng là lý do vì sao phần lớn người Mỹ chọn trộn cho cốt cùng với bê tông. Một mặt vừa có thể bày tỏ được tình cảm với người đã khuất, mặt khác cũng góp phần vào việc bảo vệ hệ sinh thái biển. Và quan trọng nhất là chi phí chỉ tốn một lần nhưng dịch vụ thì vĩnh viễn. Vì vậy mà ngôi mộ bóng san hô này còn có một tên gọi khác là bóng san hô vĩnh hằng. Bóng san hô vĩnh hằng này cũng là một lựa chọn khá là hợp lý đó cả nhà. Cả nhà nhớ để lại comment chia sẻ quan điểm nha. Bye bye cả nhà yêu của Kem.